Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. 100% các ban sở ngành trong tỉnh gửi nhận văn bản qua mạng. Công đoàn viên chức tỉnh tích cực tham gia cải cách hành chính. Hiện nay, việc kết nối liên thông gửi nhận văn bản giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với 21 sở ban ngành cấp tỉnh, 27 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 132 Ủy ban nhân dân cấp xã qua phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc được duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả. 100% các ban sở ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thực hiện việc ứng dụng chữ ký số và gửi nhận văn bản qua mạng. Phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai cho 132 xã, chuyển giao thiết bị chứng thư số chuyên dùng cho 142 xã, ứng dụng thí điểm hội nghị truyền hình cho các xã thuộc các huyện Đông Sơn, Thường Xuân, Nông Cống và Như Xuân. Tại cấp tỉnh, triển khai 593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cấp huyện triển khai 83 dịch vụ công trực tuyến và cấp xã triển khai 7 dịch vụ công trực tuyến. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, thời gian qua, Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ công chức viên chức, từng bước hướng đến nền hành chính phục vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 6.400 đoàn viên sinh hoạt ở 54 công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đưa nội dung cải cách hành chính vào các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với chuyên môn, rà soát các thủ tục hành chính, xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ quan đơn vị mình. Công đoàn khối các cơ quan đảng, chính quyền, quản lý nhà nước đã tham mưu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước. Đồng thời, các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại. Công đoàn khối kinh tế đã tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực góp ý, hoàn thiện kế hoạch chi tiết về triển khai thủ tục hành chính. Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã triển khai thành công và đưa vào vận hành chương trình thanh toán liên kho bạc theo dự án TAPMIS, giúp kho bạc nhà nước khép kín quy trình dữ liệu, đối chiếu dữ liệu và quản trị hệ thống. Bên cạnh đó, kho bạc nhà nước triển khai chương trình thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước tại tất cả các đơn vị địa phương, 5 ngân hàng thương mại. Việc kiểm soát chi đầu tư đã rút ngắn thời gian từ 7 ngày xuống còn 3 ngày. Các hồ sơ được niêm yết công khai, thực hiện cơ chế một cửa nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết thủ tục hồ sơ. Chính vì có cái học tập, rèn luyện, rồi là luôn cải cách cái quá trình, quy trình thực hiện cho mọi cán bộ công chức của kho bạc nhà nước thì đều nắm được các cái quy trình và thực hiện triển khai rất tốt. Cho nên là cái khâu quan trọng nhất là con người thì 100% cán bộ làm nghiệp vụ ở kho bạc nhà nước Thanh Hóa đều nắm vững quy trình và triển khai đúng các bước theo quy định của luật pháp, cho nên là mang lại hiệu quả rất cao. Kho bạc nhà nước Thanh Hóa là tuyên truyền giáo dục và đưa cái văn hóa văn minh nghề kho bạc vào cho cán bộ công chức áp dụng. Hiện nay, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua nhằm động viên tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn học tập nâng cao trình độ chuyên môn về mọi mặt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc, tạo sự hài lòng tin tưởng của người dân và doanh nghiệp. Công đoàn viên chức tỉnh đã tiếp tục tuyên truyền cái chương trình cải cách tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các cái chỉ thị, kế hoạch của tỉnh, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn chủ động đề xuất với cấp ủy chính quyền chuyên môn đồng cấp, tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức được học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đổi mới tổ chức, nội dung phương pháp hoạt động và công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức lao động tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng quy tắc ứng xử đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Chuyên mục Cải cách hành chính tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.